tao và tao đi đây nhận việc. Tao đủ người rồi. Mày nói cái gì? Anh Khải mà đủ người rồi. Té đây. Đủ người là việc của chúng mày. Nhiệm vụ của tao ấy, đến đây là để nhận việc. Bố tao chưa nói với chúng mày à? Bố mày giao toàn quyền quyết định cho tao. Và việc nhận mày hay không là quyền của tao. Hơn nữa, tao không nhận mấy đứa không biết điều. Mà kể cả có biết điều đấy chăng nữa, tao không vui, tao không đích nhận. Đi ăn. Thế còn tao thì sao?